Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời các bạn xem bản tin tiếp theo trên kênh Phunlu TV. Xin gửi tới các bạn những thông tin cập nhật về giá hồ tiêu sáng nay, thứ năm ngày 29 tháng 7 năm 2021. Phunlu TV xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và ủng hộ cho kênh trong suốt thời gian vừa qua. Chúc các bạn và gia đình luôn mạnh khỏe và gặp nhiều may mắn. Các bạn xem video hãy ủng hộ miễn phí cho kênh một like và một đăng ký kênh. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Thưa các bạn, trên thị trường thế giới, kết thúc phiên giao dịch chiều qua theo giờ Việt Nam, giá hồ tiêu giao ngay tại sàn Cochi Ấn Độ giảm nhẹ 66,65 rupee trên tạ, xuống giao dịch ở mức là 41.633,35 rupee trên tạ ở kỳ hạn giao ngay. Nếu tính theo thì giá chéo của đồng Việt Nam với đồng rupee Ấn Độ được Ngân hàng Nhà nước áp dụng tính thuế xuất nhập khẩu đến ngày 28 tháng 7 năm 2021, 1 rupee là 311,19 đồng Việt Nam. Hiện giá hồ tiêu trên sàn Cochi Ấn Độ ở kỳ hạn giao ngay tương đương với mức giá là 129.500 đồng 1 kg. Thưa các bạn, trong tháng 6, giá hồ tiêu đen tại thị trường thế giới biến động trái chiều, tăng tại Việt Nam và Brazil, trong khi giảm tại Indonesia và Ấn Độ. Sang đến tháng 7, giá tiêu tại hầu hết các thị trường đều đi ngang, do một số nước bắt đầu bước vào vụ mùa thu hoạch. Mặc dù đã có những điều chỉnh lên xuống không đồng nhất trong hơn một tháng qua, nhưng so với đầu năm nay, giá tiêu đen của Việt Nam hiện đã tăng 33,1-32,8%. Tương tự thì giá tiêu đen tại Indonesia đã tăng 25,7%, tại Ấn Độ tăng 17,5%, Malaysia thì tăng 35,6%, đặc biệt là ở Brazil tăng tới 42,9%. Theo các chuyên gia, nguyên nhân do sản lượng hạt tiêu của Việt Nam, nước sản xuất hồ tiêu lớn nhất thế giới sụt giảm, đã thúc đẩy giá hồ tiêu toàn cầu tăng lên trong những tháng đầu năm nay. Về tình hình giá hồ tiêu trong nước sáng nay, khu vực các tỉnh Tây Nguyên và miền Nam, theo ghi nhận, giá hồ tiêu trong nước vẫn duy trì ổn định, mức giá được thu mua từ 72.500 đến 75.000 đồng 1 kg. Tại hai tỉnh Đắk Lắk và tỉnh Đắk Nông, giá tiêu được thu mua quanh mức là 73.500 đồng 1 kg. Tại tỉnh Gia Lai, giá hồ tiêu ở mức là 72.500 đồng 1 kg. Trong khi đó, giá hồ tiêu tại tỉnh Đồng Nai ghi nhận ở mức là 72.000 đồng 1 kg. Tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, giá hồ tiêu được thu mua ở mức 75.000 đồng 1 kg. Và tại tỉnh Bình Phước, mức giá là 74.000 đồng 1 kg. Thưa các bạn, với việc Indonesia, Trung Quốc, Malaysia và Brazil bước vào vụ thu hoạch mới trong tháng 7 và tháng 8, có thể gây áp lực lên giá tiêu trong ngắn hạn. Tuy nhiên, giá hạt tiêu được cho là vẫn ổn định ở mức cao trong quý 3, nhờ được hỗ trợ bởi những yếu tố như sản lượng giảm ở một số nước sản xuất chính, dịch Covid-19 diễn biến phức tạp tại các nước xuất khẩu tiêu như Việt Nam, Indonesia và Malaysia, khiến cho việc thu hoạch và bán ra bị ảnh hưởng. Mặt khác, cước giá vận tải biển tăng cao, nhu cầu của các thị trường lớn phục hồi cũng tác động lên giá tiêu nguyên liệu tại các nước xuất khẩu. Các bạn vừa nghe những thông tin cập nhật giá hồ tiêu sáng nay ngày 29 tháng 7. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong bản tin tiếp theo.